Chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục cây thuốc lam ngày hôm nay, tôi xin giải đáp một số câu hỏi liên quan đến cây ăn xoa. Hiện nay, cây ăn xoa được ví như một vị thuốc cứu tinh của bệnh nhân ung thư gan, kể cả giai đoạn cuối. Thì trong suốt thời gian vừa qua, có rất nhiều quý vị và các bạn có đặt câu hỏi về chúng tôi xung quanh về cách dùng cây ăn xoa và dùng cây ăn xoa như thế nào mới đạt được hiệu quả cao nhất. Thì trong video này tôi sẽ xin trả lời chi tiết từng câu hỏi một. Chúng ta cùng bắt đầu với một câu hỏi của bạn Lữ ở Hà Nội hỏi. Bố tôi bị ung thư gan giai đoạn đầu, hiện bố tôi đang được bệnh viện cấp thuốc Tây để uống và sử dụng để điều trị bệnh ung thư gan. Và tôi có nghe nói cây ăn xoa có tác dụng điều trị ung thư gan rất tốt, nên tôi muốn được các bạn tư vấn cách sử dụng cây ăn xoa. Trường hợp của bố tôi đang sử dụng thuốc Tây, vậy có dùng cây ăn xoa được hay không? Tôi rất mong sớm được tư vấn. Thảo Dược Thuốc Nam Nguyễn Thi, xin chân thành cảm ơn. Và sau đây là nội dung câu trả lời của chúng tôi. Trả lời như sau. Chào bạn, trường hợp của bố bạn đang dùng thuốc Tây để điều trị ung thư gan, ông vẫn có thể sử dụng cây ăn xoa bình thường bạn nhé. Để điều trị hiệu quả, thì chúng tôi khuyên bạn nên kết hợp sử dụng cả thuốc Tây và cây ăn xoa. Đây chính là phương pháp Đông Tây Y kết hợp. Nó sẽ giúp tăng cường hiệu quả điều trị của bệnh ung thư gan, giúp bệnh nhân sớm hồi phục và đồng thời hạn chế sự phát triển của khối u tốt hơn. Và chúng tôi cũng lưu ý với bạn, khi sử dụng kết hợp thuốc Tây và cây ăn xoa trong quá trình điều trị ung thư gan, thời gian dùng thuốc Tây phải cách thời gian dùng cây ăn xoa khoảng 30 phút đến 1 tiếng. Và câu hỏi thứ hai của bạn Tuấn ở Thái Nguyên có hỏi như sau. Mẹ em đang dùng cây ăn xoa để điều trị ung thư gan. Em xin hỏi Thảo Dược Thuốc Lam Nguyễn Thi như sau. Khi em mua cây ăn xoa bên công ty về cho mẹ em uống, cứ thế là đem đun uống hay phải sao vàng hạ thổ? Và vì sao lại phải sao vàng hạ thổ? Tôi xin trả lời nội dung câu hỏi của bạn Tuấn như sau. Một trong những tác dụng quý nhất của cây ăn xoa hiện nay đó là hỗ trợ và điều trị bệnh ung thư gan, xơ gan. Cách dùng cây ăn xoa đơn giản nhất là sắc nước uống hàng ngày cùng với cây cà gai leo và cây xạ đen. Song không phải cứ lấy cây ăn xoa về phơi khô sắc uống thành thuốc. Theo kinh nghiệm cho thấy cây ăn xoa chỉ phát huy được hết tác dụng và không gây tác dụng phụ khi được chế biến đúng quy trình. Và theo kinh nghiệm dân gian, cây ăn xoa cần được sao vàng hạ thổ trước khi sử dụng. Nếu không sao vàng hạ thổ mà sử dụng luôn thì người dùng sẽ bị chướng bụng đầy hơi và không có tác dụng điều trị bệnh. Vậy thì cách làm như thế nào? Cây ăn xoa sau khi phơi khô hoặc quý vị và các bạn mua về, sau đó tiến hành sao vàng trên chảo lửa tới khi thấy dậy mùi thơm thì có thể tiến hành đổ cây ăn xoa đã sao vàng vào một miếng vải lớn, gói lại, sau đó chôn xuống đất hoặc có thể rải trên nền đất thịt trong khoảng 45 đến 1 tiếng. Đây là cách chế biến đơn giản mà ai cũng có thể làm được và cách này sẽ giúp phát huy tối đa công dụng của cây ăn xoa trong việc điều trị ung thư gan. Và một số lưu ý với bạn Tuấn như sau. Cần sao lá và thân cây ăn xoa riêng biệt, bởi lá mỏng hơn nếu sao cùng sẽ bị cháy. Và khi sao cần bỏ quả của cây ăn xoa ra bởi có lông rất ngứa. Và nếu ở thành phố không có đất để hạ thổ, bạn có thể ủ dưới một gốc cây hoặc nền đất trống. Ngoài ra để biết thêm chi tiết cách làm thì quý vị và các bạn có thể liên hệ với Thảo Dược Thuốc Lam Nguyễn Thi theo số điện thoại 0982 957 282. Chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cho quý vị và các bạn. Cách dùng cây ăn xoa và cách nhận biết cây ăn xoa và dùng cây ăn xoa như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất. Vâng, đó là hai câu hỏi mà thời gian vừa qua Thảo Dược Thuốc Lam Nguyễn Thi chúng tôi nhận được rất nhiều phản ánh quý vị và các bạn liên quan vấn đề cách sử dụng cây ăn xoa và liều dùng cây ăn xoa như thế nào để đạt hiệu quả nhất. Do thời gian không có nhiều, tôi cũng xin tạm dừng video này ở đây. Nếu quý vị và các bạn có quan tâm đến các cái sản phẩm cây ăn xoa hoặc muốn tư vấn cách dùng cây ăn xoa để làm thuốc điều trị ung thư gan thì có thể liên hệ với Thảo Dược Thuốc Lam Nguyễn Thi, lay thuộc công ty Thảo Dược số 1 với số điện thoại 0982 957 282. Chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn miễn phí về cách dùng cây ăn xoa và nhận biết cây ăn xoa để làm thuốc. Và hiện tại chúng tôi có cung cấp cây ăn xoa ở dạng tươi hoặc khô. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu sử dụng cây ăn xoa hoặc muốn dùng cây ăn xoa để làm thuốc điều trị ung thư gan thì có thể liên hệ với chúng tôi và chúng tôi nhận chuyển hàng toàn quốc. Và tôi cũng xin phép tạm dừng video này ở đây. Nếu quý vị và các bạn thấy hay thì làm ơn hãy chia sẻ cho mọi người, bạn bè và đừng quên bấm đăng ký kênh để nhận được các video sớm nhất.